Quý vị khán giả thân mến, tiếp tục ở làng Nủ. Đó, và hiện tại là chúng ta đang ở khu vực này, là khu vực mà như ở video trước ấy thì mình quay ở khu vực này, thì là các nhà ngoại cảm tâm linh nhìn qua không gian tâm linh phát hiện ở đây có một người con gái, người phụ nữ đó. Và hôm qua thì là người đấy thì nhập về người nhà luôn đó, nhưng mà mệt quá không nói được. Và hôm nay chúng ta đang tiếp tục ở đây, diễn biến tiếp theo là như thế nào thì mời các bạn cùng vào video để xem nhé. Đó, chiều hôm qua thì máy múc nó đến lúc kia rồi nhưng mà không thể vào nổi, rất là sâu. Và ở đấy thì là theo tâm linh học thì là ở đây có đây, còn bên tìm kiếm thì công tác tìm kiếm cứu nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn thì người ta là tìm ở cái bên này. Bên này là chó đang đánh mùi, ở bên này có. Và cho máy múc múc vào đây, chiều hôm qua đi theo lối này rồi nhưng mà nó rất là sâu, không vào được. Còn hôm nay là chúng ta đang đến cái chỗ này, là cái chỗ mà theo tâm linh học là nghi ngờ ở đây này. Đó, nhưng mà hiện tại máy múc không vào được các bạn ạ. Máy múc không vào được. Tất cả các lực lượng tìm kiếm đang dồn về cái hủm này. Hôm nay là tìm kiếm ở ba nơi, hủm này là một, chỗ bụi tre là hai, và chỗ gần góc ao nữa là ba. Đó, các bạn có thể xem video trực tiếp trên kênh của mình vào lúc sáng ngày ngày 22 tháng 9 và ngày 23 tháng 9. Chào chị nhá. Có đi được không? Thụt không? Không kéo đi nào. Chào chị nhá. Có gọi được lên không ạ? Không, qua bên kia. Đấy rồi. Chó bò chùa này phòng khấn rồi. Vâng. Toàn bộ khu vực này là khu vực ở giữa ngôi làng Nủ. Khu vực giữa ngôi làng Nủ các bạn ạ. Xách nước ở đây là chị cá à? Xách nước cá các bạn ạ. Xách con cá đấy để làm lễ. Bởi vì là ở đây xách con cá lên để làm lễ, bởi vì là ở đây thì là người ta cũng đang làm lễ ở đây này các bạn này, thắp hương rồi là các thứ ở đây để tìm kiếm người tiếp theo. Các bạn có nhìn thấy nhau xanh không? Anh ấy đang nhìn trong không gian tâm linh học các bạn ạ, đưa tay lên trán để xem các bạn ạ. Bây giờ chúng ta đi dần vào khu dưới này một chút này. Đấy, chỗ này thì nó cũng xa chỗ máy múc kia. Máy múc kia thì đang múc ở đấy và rất là nhiều người đang phát trực tiếp để cho tất cả kiều bào ta, dân tộc Việt Nam ta cùng đang chứng kiến được cái nỗi đau mất mát ở làng Nủ. Nó rất cần các nhà hảo tâm đến đây để trợ giúp. Và thực tế là từ khi xảy ra đến giờ có rất là nhiều các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân ở khắp nơi trên toàn đất nước Việt Nam mình đến đây để giúp bà con làng Nủ bằng cách viện trợ lương thực, thực phẩm, thuốc men, nước uống. Nói chung là nhiều lắm con ạ. Cảm ơn thay mặt bà con làng Nủ, mình xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả, cảm ơn tất cả các nhà hảo tâm đã cứu giúp cho làng Nủ để vượt qua cái nỗi đau mất mát này, vượt qua cái thảm họa này. Và chúng ta đang đứng ở khu dưới này, đây là khu vực khá là nhạy cảm, bởi vì là hôm qua mình cũng quay khu này một chút rồi. Đó thì phát hiện là chỗ mái tôn nhà đấy, đấy bạn ạ, phát hiện tâm linh là đấy là có người. À, hôm qua nhập thẳng vào một anh ở đấy, còn hôm nay thì người ta đang làm lễ các bạn ạ, người ta đang làm lễ ở khu vực này. Đấy, bánh kẹo này, hương khói này các bạn này, hương khói bánh kẹo đây. Đó, đằng xa kia thì là vẫn đang múc. Đi sang bên này, anh ơi, đi sang bên này. Đi sang bên này. Đấy, đấy, đi thẳng đấy. Dẫn vào cái gỗ, sang cái gỗ. Đấy, đúng rồi, là đi được. Cứ đi theo lốt chân ấy, là đi được. Cái chỗ nào có lốt chân, nói chung là chỗ đấy là đi thẳng lên là được rồi. Vâng. Đi đường này phải
có kinh nghiệm đi vào chỗ có lốt chân này. Đấy, là đi được. Đi được mà, chỗ đấy là đi được mà. Người ta em vừa xuống mà, rất là nhiều người đi chỗ đấy rồi đấy. Sang bên này, anh sang bên trái này, bên trái này, bên trái mới nhiều lốt chân này, đấy đấy, bên trái nhiều lốt chân. Đấy, đấy, chỗ đấy là đi, xong là đi thẳng lên, không không, không phải, sang bên phải đi. Nhìn thấy lốt chân rồi, đấy đấy, nhiều lốt chân đấy là đi lên, đấy, cứ đi, được rồi, cứ đi đây, không tụt đâu. Đấy, cứng rồi, có lốt chân là đi được. Đi vào đêm gì, sang bên này cơ mà, sang bên phải, đấy đấy đấy, là lên. Đó, chỗ đấy là người ta phải đi có kinh nghiệm mới đi được các bạn ạ. Đấy, chỗ này là cái chỗ khá là nhạy cảm, sáng nay là thắp hương khắp khói đây các bạn này. Để bây giờ mình đang mò ra chỗ này các bạn ạ. Ở đây là người ta thắp hương để mình niệm Phật cho họ đã nhé. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cầu mong cho nạn nhân ở đây sớm được siêu thoát. Ở đây thì người ta thắp hương từ hôm qua rồi các bạn ạ. Bánh. Ở đây có hương này, có bánh này. Hương, bánh này. Quả này các bạn này, đấy. Ở bên này cũng có hoa quả, bánh kẹo này, tiền này, lến này, sữa này. Hoa quả bánh kẹo, tiền lên sữa. Đó, để thắp hương cho bánh chưng nữa. Cho người đã mất các bạn nhé. Đó. Chỗ xa kia thì lực lượng phát trực tiếp vẫn đang phát liên tục suốt ngày từ sáng đến trưa. Không là đầu giờ chiều đến tối. Còn mình không có thời gian như thế được các bạn ạ. Mình phục vụ khán giả trực tiếp và phục vụ khán giả không xem trực tiếp thì xem những video ở xung quanh. Khu vực này là khu vực khá là nhạy cảm các bạn nhé. Đó, thắp hương thắp khói ở đây. Và hiện tại chỗ này là theo tâm linh học là đang có một người phụ nữ tên là Khuyến đang ở khu vực này, đứng ở chỗ cái lá mon này. Đây đang ở chỗ lá mon này. Thế là theo tâm linh học các thầy nhìn thấy ra, nhìn trong không gian tâm linh học là có ở đây. Còn hôm qua này cũng có nhờ máy múc trợ giúp, nhưng mà đi đến đây các bạn này, máy múc đến đây là không thể vào được nữa, rất là thụt luôn, cực kỳ là sâu, xong là phải quay ra gấp, xong bò theo cái đường này đó, xong bò ra cái đường này lên trên cái hố bên trên kia để đào đấy, đi vòng vèo lên để đào. Hiện tại chỗ này là cực kỳ là sâu. Và mặc dù như thế nhưng mà muốn vào lắm nhưng mà không vào được. Nên là đành phải chuyển chỗ. Người ta ưu tiên cái chỗ bằng cái phương pháp gọi là khoa học kiểm chứng thực tế thực địa. Tức là chó nghiệp vụ đánh hơi thấy, nhìn thấy, ngửi thấy mùi. Đó, thì người ta sẽ ưu tiên làm ở đấy trước. Và hiện tại bây giờ đang ưu tiên làm ở hai khu vực này với sự hoạt động của là 5 máy. Con máy cam này mục tiêu của nó là đến cái chỗ anh áo cam này. Đó, nhưng mà hiện tại giờ chưa đến được. Đây, đến cái hố này này. Hiện tại giờ rất là sâu, càng múc càng xuống sâu. Còn hai cái máy cam với máy xanh kia thì nó ngập hết cabin rồi. Ngập hết cabin rồi, mục đích của họ là đang đào sâu ở khu vực đấy để có không. Đấy là hai cái chỗ đấy mà chó đánh hơi thấy. Còn cái chỗ này là chỗ này, chỗ tâm linh các bạn ạ. Là có người khu vực này. Đó. Có người khu vực này nên là người ta nhìn thấy, nhưng mà nên là thắp hương ở đây mà hôm qua là nhập về hẳn người nhà luôn các bạn nhé. Nhập hẳn người nhà luôn. Các bạn xem trên video của mình nhé các bạn ạ. Nhập cả người già luôn đấy. Đấy, và hiện tại hôm nay là người nhà ra đây thắp hương này.
và làm lễ Phật từ lúc lễ. Các bạn nào có linh cảm thì các bạn có thể cho mình biết xem là ở đây liệu có không. Nhập vào hẳn vào người chỉ chỗ rồi thì chắc chắn là có rồi, nhưng mà vẫn chưa được, chỗ này vẫn chưa được ưu tiên để làm. Như ở hôm qua đấy bạn ạ, một em bé thì đêm về báo mộng cho bố mẹ, đêm về báo mộng cho bố mẹ để ra tìm, và sáng sớm người ta ra tìm và thấy luôn ở cái khu nhà sàn đấy bạn ạ. Đó. Còn chỗ này thì là mặc dù là mình không biết là có báo mộng hay không, nhưng mà người ta nhìn thấy khu vực này bằng không gian tâm linh, và thực tế là có nhập vào người nhà luôn, ở khu vực này luôn, chỉ chỗ này luôn mà người ta thắp hương ở đây, cắm cái lá mon ở đây. Những ngày này là những ngày rất là đau thương tại làng Nủ. Ngôi làng Nủ yêu thương của chúng ta bây giờ đang vẫn chưa tìm thấy hết người, còn 12 người nữa. Trong cái đó thì theo kế hoạch 2 ngày nữa là rút quân rồi. Không biết là làng Nủ sẽ ra, không biết là làng Nủ sẽ ra sao mà khi mà các lực lượng rút quân thì họ sẽ như thế nào. Chỗ này rất là thụt, đi chỉ có đi bằng cây tre này bạn. Bây giờ mình sẽ cố gắng ra ngoài này một chút. Đây các bạn xem cận cảnh này. Chỗ lá mon này bạn, và đặc biệt là cái hố nước kia. Đó, đặc biệt là cái hố nước này. Lúc đấy là người đấy còn bới lên. Các bạn thấy nước nó khác không? Khác màu luôn đấy. Những hồ nước khác thì nó màu khác, còn hồ nước đấy là màu khác luôn nhá. Đó, có cả nước màu đỏ nữa. Có cả nước màu đỏ nữa. Đó, cái nước kia màu cam cam. Đỏ cam cam. Cầu mong sau là máy xúc cho sẽ vào được đến đây để tìm kiếm. Người nhà cũng rất là muốn máy xúc vào đây đấy, nhưng mà không vào được, mình phải chịu thôi. Nếu mà có vào thì cũng phải để những phương án sau rồi, bởi vì cái này thì nó thuộc về lĩnh vực tâm linh, qua nó không phải là thực tế như người thấy được, chó người thấy được thì người ta sẽ yên tâm cho chó. Cái muôi này các bạn này, một cái muôi không biết là của nhà ai, không biết nhà đấy còn người hay không, không biết là của nhà ai và nhà đấy còn người hay không. Chai nước này các bạn này, chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng làng Nủ ở cái khu vực này luôn, để xem sẽ biết ở đây thế nào. Bây giờ hiện tại là máy xúc, ba máy xúc kia đang lên khu trên kia rồi. Máy xúc cam này đi đến đây thì nó quay ra các bạn ạ. Máy xúc cam này đi đến đây quay ra không tiến vào được nữa, và họ đang làm việc ở trên kia. Làng Nủ của chúng ta ngày hôm nay vẫn đang đau thương lắm các bạn ạ. Mình đang đi dưới dòng suối này các bạn này. Đó, rất là nhiều người đang đến đây. Bây giờ chúng ta sẽ tiến vào cái chỗ này nhé. Chỗ này là một cái chỗ này cũng là rất là khả nghi luôn. Tại vì là chó đánh hơi ở đây thấy nè,
chó đánh hơi đây, thầy thấy mà người ta cắm cờ đây. Hôm qua thì mày múc trèo qua đến đây rồi, trèo đến cái chỗ cái cây này rồi nhưng mà không thể vào được, rất là thụt đó, phải rút quân luôn lên trên. Và hôm nay thì là máy xúc họ đào chỗ này rất là sâu, mục đích để vào chỗ này để bới, nhưng mà hiện tại giờ cũng không vào nổi và nước hiện tại giờ đang dồn vào đây rồi, nước hiện tại đang dồn vào đây các bạn ạ. Đó, đây là cũng là cái chỗ mà rất là khả nghi luôn. Đó, hôm nay sáng nay là làm việc ở khu vực này như khu vực trên kia. Đó, cái chỗ này là chỗ mà đang nghi là có người rồi đó. Đấy. Nước cũng có màu đỏ rồi này. Nước nó cứ màu đỏ đỏ gì ra này. Không hiểu cái gì luôn con. Nước màu đỏ gì ra nhá các bạn nhá. Mùi hay sao ấy. Đây bây giờ chúng ta và tiếp cận gần hơn một chút cái chỗ này. Đây này, chuồn chuồn còn bay đây đấy mọi người. Nước cái này màu đen. Nước cái này màu đen các bạn ạ. Không biết là như thế nào. Các bạn nào mà có kinh nghiệm thì cho mình xin ý kiến xem nhé. Chỗ này nước màu đen lắm. Và chó nghiệp vụ còn ngửi thấy các bạn ạ. Ngửi thấy ở chỗ cái tét kìa. Ngửi ở chỗ cái tét kia là có mùi. Chó nghiệp vụ ngửi ở chỗ cái tét kia có mùi luôn đấy. Và máy xúc đến đây thì nó không vào nữa. Sâu quá. Sáng máy cam kia thì nó đào ở kia nhưng mà đào trước kia đến đấy rồi không thể vào nữa. Và hiện tại bây giờ đang kiểu là thả nước vào đây này các bạn này, để lắn dòng nước sang bên này. Đang thả nước lắn dòng sang bên này để hở cái chỗ trên kia, cái chỗ máy cam kia để mà tìm ở khu trên đấy. Về trên đấy là mấy hôm trước vẫn tìm đấy rồi, mấy hôm trước vẫn tìm đấy nhưng mà không thấy. Khung cảnh rất là đau thương tại làng nủ của chúng ta các bạn ạ. Đau xót không có mất mát nào lớn bằng mất mát của người thân. Hiện tại lúc này là 10 giờ rồi, chúng ta sẽ làm việc trong vòng 1 tiếng nữa là kết thúc nhé. Hôm nay là ra thực tế cái chỗ này luôn để xem hôm nay có phát hiện được không các bạn ạ. Và đấy là thấy các thầy vẫn đang làm lễ ở đây các bạn ạ. Thôi đến đây thì mình sẽ được tạm dừng một cái đoạn ngắn ở đây các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Trước khi các bạn rời đi nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh để làm xem các video tiếp theo về làng nủ nhé.